Xin các bạn đã đến với Audio Lab, lại một video nữa chúng ta không gặp nhau tại Test Lab của chúng tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tới với, không phải sẽ nữa mà tôi tới rồi. Đây là trường đào tạo DJ Moose In ở Thành phố Hồ Chí Minh và cũng được rất rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Hôm nay chúng ta tới đây để cùng nhau chia sẻ về một mẫu loa rất mới đến từ Wafadel Pro. Đây cũng có thể là một video nằm trong chuyên mục Audio Test các bạn ạ, vì cũng là một mẫu loa nằm trong dòng Pro, giống như trước đây chúng ta đã cùng nhau tới và trải nghiệm một mẫu loa, đó chính là Anglo E-Series. Thì đây chính là Wafadel Pro ES48, một mẫu loa PA Active nhưng nó lại rất là nhỏ gọn. Chúng ta có thể dễ dàng mang, dễ dàng xách và nó cũng sẽ có cái cột này để có thể tăng được cái góc mở của âm thanh. Ok, cụ thể thì như thế nào thì hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Chào mừng các bạn đã đến với Audio Lab. Đừng quên để lại một like, một subscribe, đón chờ những video mới nhất đến từ chúng tôi. Đi sâu vào nhân vật chính của chúng ta, đó chính là Wafadel Pro ES48. Thì chúng ta biết rồi mà, thường thì trong một buổi biểu diễn, âm thanh thì phải đi kèm với ánh sáng. Thì mẫu loa này không chỉ mang đến âm thanh cho các bạn mà còn có ánh sáng ở đây nữa, LED chạy lên và chúng ta cũng có rất nhiều những hiệu ứng khác nhau và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi dễ dàng bằng một cái nút nhấn ở ngay sau loa. Chút nữa thì chúng ta sẽ đến với phần đó, bây giờ thì đến kỹ hơn với ngoại hình của mẫu loa này. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái phần dưới là cái phần chứa cái subwoofer của mẫu ES48 thì chúng ta vẫn có thể thấy được hình dáng của những mẫu loa PA từ Wafadel Pro lên đây. Logo của Wafadel cũng được đặt ở trên màng e căng và nó được mang hình tròn khá giống trên cái dòng Typhoon. Chúng ta sẽ có đây là ba cột và chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng nhấc nó ra và lắp vô rất là nhẹ nhàng thôi. Bên dưới thì sẽ là hai cột đèn và bên trên thì sẽ là cột chứa loa. Ở trên cột này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 driver, mỗi driver có đường kính là 2.5 inch, và âm ly để tải cho 4 cái loa này sẽ có công suất là 30W. Và về góc mở âm thanh của cái cột loa này thì chúng ta sẽ có là 90 độ theo chiều ngang và 50 độ theo chiều dọc. Như vậy thì khán giả khi mà ngồi hay là đứng trước mẫu loa này đều có thể tận hưởng được âm thanh rất là sống động. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một củ loa woofer với đường kính 8 inch, và củ loa này thì sẽ được tải bởi một âm ly với công suất là 70W, và tổng công suất chúng ta có đây sẽ là 100W. Như vậy thì nếu như chúng ta sử dụng đơn một loa này, nó phù hợp cho những cái phòng họp từ vừa cho tới khá trở lên, khá lớn nhá, hay là chúng ta có thể sử dụng ở trong những phòng tập gym dành cho thầy giáo, cô giáo, hướng dẫn viên, và thậm chí chúng ta có thể mang ra ngoài trời đánh acoustic hay là mang đi party nếu như chúng ta có một cặp như thế này. Và một điểm mạnh ở trên mẫu ES48 này đó là chúng ta có thể ghép True Wireless với nhau bằng cách đó là nhấn cái nút True Wireless ở ngay phía sau này thôi, thì hai loa sẽ được kết nối với nhau thông qua giao thức không dây, và như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái không gian âm thanh nó đã hơn, nó sướng hơn và độ bao phủ của nó lớn hơn. Và ngay đằng sau này thì chúng ta cũng sẽ có một bảng mixer và nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có hai ngõ vào mic, hai ngõ vào ba lần, và chúng ta cũng sẽ có những effect riêng biệt cho từng ngõ vào, núm volume cho từng ngõ vào. Chúng ta sẽ có chỉnh được volume master, một line out để có thể kết nối ra những thiết bị bên ngoài. Nói chung rằng là đây là một cái mẫu loa nó rất là cơ động và di động, bởi vì nó là một mẫu loa active line array cho một cái góc phủ âm thanh khá rộng, và đặc biệt đấy là nó cũng khá nhẹ nhàng, tôi có thể xách được bằng một tay như thế này. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng chúng tôi trải nghiệm âm thanh trên Wafadel Pro ES48 cùng với một bạn DJ nhé. Nhỏ gọn nhẹ, công suất lớn cùng với một mức giá tiền phù hợp 14.900.000 thì tôi tin rằng đây là mẫu loa mà các bạn không nên bỏ qua nếu như bạn thường xuyên tổ chức những buổi live acoustic ở ngoài đường, trong những quán cà phê, hay là bạn muốn trang bị một mẫu loa có công suất tốt vào trong những phòng gym, những phòng dạy học, thì Wafadel Pro ES48 tôi cảm thấy nó cực kỳ hợp lý.
Còn các bạn thấy sao về mẫu loa này thì hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cũng như là chia sẻ thêm về IS48. Hoặc là các bạn muốn chúng tôi làm thêm những mẫu loa PA nào nữa thì hãy comment để lại yêu cầu để chúng tôi sẽ cùng đi tìm kiếm và mượn hoặc là đưa về test lab để chia sẻ đến cho các bạn. Video này thì giờ lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của Audio Lab. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.